Phía trước màn hình của anh chị đây là chợ An Ngãi nha anh chị. Chợ này là sầm uất khoảng tầm là 6 giờ sáng nha anh chị, 6-7 giờ sáng, rất là sầm uất luôn nha. Tại vì giờ này tan tầm 9-10 giờ rồi ha, giờ này giờ tan tầm chợ rồi, nhưng mà vẫn cũng còn khách đây nha anh chị. Thì hôm nay em có cái sản phẩm muốn gửi đến quý anh chị là một lô đất mặt tiền đường nhựa ha, bên kia. Ngay chỗ mấy anh đang gắn trụ đèn đường đây ha. Thì vị trí của mình là tọa lạc ngay xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu ha, gần trung tâm hành chính huyện này, gần trung tâm hành chính tỉnh luôn, đặc biệt là di chuyển ra biển cũng rất là gần luôn. Vị trí ngay trung tâm, cực kỳ sầm uất luôn anh chị, giáp với thị trấn Long Điền luôn ha, sát quốc lộ 55, sát với chợ An Ngãi luôn nha anh chị. Đây là chợ An Ngãi nha. Đây, bên qua bên kia quốc lộ 55 là tới cái sản phẩm của mình rồi. Thì ở đây thì anh chị cũng đã thấy là tiện ích rất là đầy đủ luôn ha. Trường học, ủy ban, chợ, rồi Bách Hóa Xanh, điện máy xanh này. Đặc biệt là sát với lại đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh luôn nha anh chị. Đường quốc lộ 55 này đường huyết mạch nha anh chị. Đường này là xe Hoa Mai toàn thắng, đi ngang qua vị trí của mình luôn nha anh chị. Đường quốc lộ 55 này anh chị rẽ phải này, là hướng này là đi về thành phố Bà Rịa, đi về trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh ha. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nó khoảng tầm là 80 km nha anh chị. Còn anh chị mà rẽ trái hướng này là đi về biển Phước Hải, đi về Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc nha anh chị. Đây, đi thẳng hướng này. Vị trí mình di chuyển về biển rất là gần luôn ha. Đi về biển khoảng tầm 10 phút đi xe là tới biển Phước Hải, Long Hải rồi. Đây, mình là mặt tiền đường nhựa này luôn ha. Vào ấp Văn Hóa An Phước này. Đi vào đây ha. Sát quốc lộ 55, sát chợ, trường học, ủy ban luôn ha. Mình là giáp với thị trấn Long Điền nha anh chị. Anh chị vào trong đây khoảng tầm 100m nữa là thị trấn Long Điền ha. Nhà thờ Long Điền nè. Đứng đây mình nhìn thấy nhà thờ luôn nha anh chị. Cái tòa nhà cao cao này là nhà thờ Long Điền ha. Đất của mình là thuộc xã An Ngãi nhưng mà giáp với thị trấn Long Điền, sát quốc lộ 55. Vị trí rất là tiện cho anh chị xây nhà ở hoặc là kinh doanh buôn bán nhà cũng được ha. Trường học, ủy ban, chợ rất là tiện luôn. Sát với đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh luôn. Xe Hoa Mai toàn thắng là đi ngang qua trung nha anh chị. Vị trí quá đẹp. Bây giờ em sẽ quay vào sản phẩm cho anh chị xem ha. Sản phẩm của mình là tổng diện tích là 212m², ngang 5m3, sâu vào trong là 40m nha anh chị. Chủ đã lên là 200m thổ cư rồi, mà hiện tại chủ đang mong muốn giá chỉ có 1.650.000.000 đây anh chị. Mới vừa lắp trụ đèn này, chưa lắp bóng luôn ha, đang lắp đây. Mấy anh này, mấy anh điện lưới này đang làm luôn này. Chuẩn bị là có đèn đường chiếu sáng luôn ha. Còn camera an ninh thì ở đây thì trung tâm rồi, rất là an ninh luôn nha. Khu dân cư đông đúc, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, đường nhựa này thông thương luôn nha anh chị. Đi vào khu dân cư luôn. Ở đây có một trụ nữa nè, cách chắc khoảng tầm 20m, 20m, 30m là có một trụ đèn này. Sản phẩm của mình đây, ngay chiếc xe em đậu luôn ha. Ngay chợ An Ngãi mà giá cực kỳ hời nha anh chị. 1.650.000.000 là anh chị đã sở hữu được rồi. Đây anh chị, lô đất mình đây ha, bên hông căn nhà này luôn nha anh chị. Đây thì em xin nói lại là tổng diện tích lô đất của mình là 212m², bám mặt tiền đây, từ mấy nhà bên này ha, qua đây là 5m3 này, sâu vào trong là 40m. Đất của mình là hiện tại quay về hướng nam, lệch nhẹ về tây nha. Đất của mình thì cao ráo bằng phẳng, nói chung là lâu ngày quá nên là cỏ mọc nha. Thực ra là đất mình là cao ráo bằng phẳng nha anh chị. Phía sau có mấy cây chuối ha, phía trước có cây vàng này, cỏ mọc quá trời luôn. Chung mình về mình dọn sơ lại là rất đẹp luôn nha anh chị. Rất thích hợp cho anh chị về đây làm nhà, quá tuyệt vời luôn. Kinh doanh buôn bán nhẹ nhẹ được, ok ha. Đối diện là khu phố nha anh chị, khu phố Văn Hóa đây ha. Đối diện mình là cũng có khu dân cư đây, tọa lạc ngay xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nha. Mình tới mấy nhà này ha, từ mấy qua đây. Qua xíu đây có một cái trụ đèn này, chuẩn bị là lắp, chuẩn bị là anh sẽ lắp một cây trụ đèn ở đây. Không có vướng cái
lô đất của mình gì hết nha anh chị. Đây, qua cái nhà bên này rồi, qua nhà bên này, vướng cái nhà bên này thôi ha. Vị trí quá đẹp luôn. Gần đây sẽ có một cái trụ đèn đường chiếu sáng này. Ở đây thì điện nước đầy đủ rồi nha anh chị, quá ok luôn. Sát quốc lộ 55, gần chợ, gần trường học, gần ủy ban, gần trung tâm hành chính huyện, gần trung tâm hành chính tỉnh. Đặc biệt là mình di chuyển ra biển cũng rất là gần nha anh chị. Ra biển Long Hải, Phước Hải là khoảng tầm 10 phút đi xe thôi, rất là gần ha. Đó. Đứng đây nhìn thấy chợ luôn nha anh chị, đứng đây nhìn thấy chợ Ngãi luôn. Đó, đây là chợ Ngãi nè, sát quốc lộ 55, sát đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh luôn nha. À, anh chị quan tâm mình bốc cho em. Bây giờ em mời anh chị xem sổ sách pháp lý quy hoạch và vị trí ở đây luôn ha. Mình là sổ mới, sổ sẵn công chứng sang tên ngay nha anh chị. Thửa đất số là 360 tờ bản đồ số 22. Địa chỉ là xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 210,5 m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 200 m thổ cư, còn lại cây lâu năm, thời hạn đất ở lâu dài ha. Lô đất của mình được cái là chủ lên 200 m thổ cư luôn nha anh chị. Mình không cần phải lên nữa ha, xây dựng thoải mái luôn, tự do. Mặt tiền đường nhựa quay về hướng tây nam nha anh chị, ngang 5m3 sâu 40 này. Để em soi quy hoạch cho anh chị xem ha. Và đây là bản quy hoạch của mình nha anh chị, ngang là 5m3 này, sâu vào trong là 40m. Thì đường nhựa này sau này có mở rộng nha anh chị, mở rộng khoảng tầm là 5m thôi, nhưng nó không đáng kể nha. Nhưng mà nếu mà mở rộng thì càng tốt, vì mình dài tới 40m lận ha. Nên là chỉ có trông chờ cho nếu mà vào nữa thì vị trí mình quá đẹp luôn. Tại vì mình sát với quốc lộ 55 này, đây ra đây là quốc lộ 55 này, quá đẹp ha. Ra đây là chợ Ngãi rồi trạm y tế luôn đây nè ha. Vị trí quá đẹp luôn anh chị. Em mời anh chị xem vị trí ở đây ha. Và đây là vị trí chấm đỏ là vị trí của mình nha anh chị. Đây, ra đây một chút xíu là đường quốc lộ 55 nè anh chị. Ở đây là chợ Ngãi này. Thì chợ Ngãi ở đây thì có ủy ban, trạm y tế này. Đây là trạm y tế này, trạm y tế xã này, sát luôn ha. Trạm y tế rồi chợ Ngãi, sát quốc lộ 55, điện máy xanh, thế giới di động, nói chung là kinh doanh mọi mặt hàng ở đây luôn. Còn nếu anh chị lên đây một chút xíu nữa là trung tâm. Đây. Đây là trung tâm tòa án nhân dân huyện này, trung tâm giáo dục thường xuyên, rồi trung tâm văn hóa, trung tâm hành chính huyện. Vị trí quá đẹp ha. Đường quốc lộ 55 nếu mà anh chị rẽ trái đi hướng này là đi về thành phố Bà Rịa này, đi về nút giao cao tốc đây anh chị, lên đây nhùng chút xíu này. Lên đây khoảng tầm là chưa tới 2 km là ngay vòng xoay hai con rồng, cổng chào Long Điền và cổng chào Long Hải nha anh chị. Thì sau này là nút giao cao tốc sẽ về ngay đây ha. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi về ngay đây xong rồi bắn qua đây là về thành phố Vũng Tàu nha. Còn lên đây một chút xíu nữa là trung tâm hành chính tỉnh đây, chợ Bà Rịa, trung tâm hành chính tỉnh đây, rất là gần ha. Và cũng là hướng đi về trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Đi theo quốc lộ 51 này. Đây, đi về Phú Mỹ, đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm là 80 km. Còn anh chị đi ngược về biển thành phố Vũng Tàu này nó đâu đó khoảng tầm là 17 km ha, 16-17 km. Còn đi về biển Phước Hải, Long Hải thì khoảng tầm là 10 phút đi xe thôi, rất là gần nha anh chị. Rồi anh chị nào quan tâm sản phẩm ngay chợ Ngãi sát quốc lộ 55, inbox liền cho em ha. Vị trí cực kỳ đẹp, ngay trung tâm hành chính huyện luôn, sát quốc lộ 55, xe Hoa Mai toàn thắng là đi ngang qua vị trí của mình ha. Rồi cảm ơn quý chị đã xem hết video, không quên cho em một like, một đăng ký kênh.